ơi, giờ chị ngồi chị ăn nè cô chú. Đố cô chú chị đang ăn cái gì? Chị đang ăn trứng đó cô chú. Ăn trứng một cách lạ luôn. Cho con ngồi cái túi này, con ngồi cái túi này. Ngồi cái chân cũng không để xuống, cũng gác lên cho được, cho bằng được nữa. Ngon không con? Mắm. Con ngon không? Vậy nói dạ ngon. Ăn xong mày nghỉ ngơi, dắt đi đi mẹ đi, mẹ với ba đi công chuyện rồi, chút về mẹ ba chở đi chơi. Trời ơi, ai mượn tự nhiên bỏ cầm đây, bỏ qua anh kia vậy? Không, chị, không ai mượn con. You wanna try the pancake? Chị đi. It's got sugar. She loves eggs. Here, try it. Please. Không, không muốn thôi, người ta không muốn thôi, đừng níu kéo chỗ con mặt. It's got sugar. Candy? Candy? No, cái đó đâu phải candy. Try it. Người ta biết mà. Em qua cà vui. Ngồi trắng coi. Ngồi gì bà hay? Ngồi coi trong cái máy á. Dạ. Đương buồn ngủ rồi đó. Các chị thấy mấy đứa nhỏ trong ăn kẹo á. Ừ. Cái mừng. Ừ, nó làm dữ lắm. Ừ. Trời ơi, tự nhiên đang ấy ra đi đẩy đầu à? Đi đầu à? Đi đầu à? Thôi 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 thôi. Back to the table. Đi lại kia ngồi ăn đàng hoàng. Không mượn, không mượn, không hề mượn. Xích đu bờ ly. Xích đu bờ ly. Xích đu bờ ly. Ngon không? Ngán rồi đó. Uống miếng nước không? Lấy miếng nước không nha. Dạ. JD, try it. Nhìn là biết khát nước rồi. Try it. Cái quên lạ thì cái chứ người ta không ăn mà cứ ép không à. Nước đây nè. You don't know what you're up. Rồi, đâu, uống nước đây, nước đây. Thôi, ăn miếng bự quá chi. Oh, why'd you shove it all in your mouth? Try it. She gotta drink some water, baby. Uống nước đây hả? Ngon không? For daddy, try it. Oh, here. Just try it. See if you like it. So rude. Trứng quá là trứng lắm. Nó cay đó là cái gì? Không có này. Giờ ăn đi con. Trời ơi, phổi chứ. Ngồi im nha, không đi nữa. Mệt quá đi, ngồi im xuống. Đổ đi, đổ đi, đổ xuống đi là mẹ quýnh cho một trận đó. Lên lên đây. Ngồi hết phút ăn. Lên lên lên. Trời ơi, được không? Mình để cái trái banh lên đầu cho nó kỹ. Ăn được các tiền. Chơi vậy mà sao không bị đập được? Chơi vậy sao không bị đập cũng ổn lắm á. Đó. Đó. Cho nó kỳ xiết đó, thấy chưa? Đó kỳ rồi, bỏ buông tay ra, buông tay ra. Kỳ này nó nổi nhạt ra nè. Trời ơi, nó lên cho bài. Nó tên kỳ mà bài. Trời con đang quay ra không thấy nó đâu luôn nè. Nó tên kỳ mà bà hai, nó tên kỳ này mà nó nổi nẹt lên là nó quạo lắm, nó trời đất ơi, nó tên kỳ mà, nó phải kỳ chứ. Không, quay về là không thấy kỳ nè, giờ mới thấy kỳ nè. Lucky. So baby, after using all the cameras, I love them all. Like each of it had its own. And you wish it was all in one. And yes. You wish correct. It was all in the Mark 7 body. Like when I record JD, I love this camera. Because it's active. Yeah, in and out, zoom in and out, and in and out. And it's got the gyro. Exactly. Who's calling me? Oh, there's a group calling. Facebook group, like about 1,000 people. Oh, 1,000 people calling you at once? I thought it was Julia. You wish it was Julia. I wish it was. JD, đi lại đây nè. Rồi, Lucky bây giờ đang chờ người nơi ấy đó. Vậy là bây giờ biết cái tướng chờ người nơi ấy của Chay là học ai à? Học Lucky. Lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ bà. Rồi, coi nói nè. Lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ và sẵn sàng để chờ người mở cửa đấy để ra đi. Con nó vô 5-10 phút, nó ăn mấy miếng, cái này đi ra. Ừ. Nó ra, nó đi một vòng, cái chợ vô vậy. Mày gọi sai. Đi đâu à? Không biết đi đâu hả? Nó đi ra đi vô đi ra đi vô đi về đó bà. Nó chỉ con gái hết trời vậy không biết.
trai ăn gái hả? Trời ơi, bà cố nói thiệt, ở với con nhỏ hả? Một năm trời rồi cuối cùng biết nhỏ trai ăn gái. In the basket. Bà hai nghĩ nó con gì? In the basket. Bà hai nhìn nhìn nó, bà hai nghĩ nó con gì? Good job. Thì đó, con trai đó. Nó kiếm đào mà. Kiếm đào. Wow, Katie, keep doing it. In the basket. Show us your skill. Chơi đi chơi. Katie, show us your skill. Right here. Bỏ vô, lượm banh bỏ vô. Oops. Cái trò này dễ lắm con, không có gì khó, chỉ cần con bỏ lượm trái banh con bỏ vô là con thắng mỗi rồi đó. Ngày mỗi thảy. Ủa, nó thảy mỗi ngày luôn hả bài? Baby, nó thảy. No, not a good one. Yeah, go, throw it in. Không, nhón cái này là có thể cao chứ bộ. Thì nhón cao. Cái trò này là cái trò thể thao dễ nhất luôn á, không có gì khó, chỉ cần lượm trái banh bỏ vô thôi. I'm gonna bring my stuff out to my van. Đó, hay chưa? Let's see. Yeah, baby, after Ever Bahai, shine. After Bahai leave, we need to get this place together. Henry Shine. Henry Shine. Bahai mà về một Henry cái shine. Là con nói thiệt, con dọn đồ này kia khác nọ. Tất cả mọi thứ bỏ hết vô trong. Bỏ đi nhiều quá à, bà không biết đường đâu, con làm của tụi con mà. Con phải tự con làm hết mấy này chứ không có ai đâu. So not before you leave, after you leave. We'll clean the place up. Yeah. Bà hai ở, bà hai bừa bộn quá. Giờ đi bà hai đi, tụi con phải dọn. You know why, bà hai, right? Bà hai, you know why? Because we're gonna put everything in that room. No, we're gonna put everything in the storage. Not that room. I know. Dạ đi. Dạ đi. Đi đi gì, kêu dạ đi, kêu đi đi gì. Nắm tay. Kiếm ai? Kiếm mèo đó đó hả? Mèo đó nó cắn con này chay. Coi kìa, con ngồi xuống kiếm mèo kìa, coi được không? Đi đi, đi đi, mèo cắn. Kiếm nó làm chi vậy? Con nó ra cho nó wow một cái bây giờ đó. Coi kìa, coi kìa, coi kìa. Kiếm mèo mày giống như là chuẩn bị vạch lá tìm sâu vậy đó. Mèo đâu? Thôi đi đi, chỗ khác chơi đi. Đi đi. Nữa. Rảnh chưa? Cuộc đời này không có ai rảnh như nó. Cái gì vậy cháy? Chi vậy cháy? Cháy! No! Nó cắn đó! Cái con mèo này nó cắn đó chứ không phải giận mặt đâu nghe. Đi ra đuổi dịch còn sướng hơn kìa. Nguyên đám dịch đang đứng ngoài đó kìa, đang chờ con đứng đuổi kìa, lại lên. Đi ra đuổi dịch, lại lên. Đó, đi đàng hoàng nha. Đây nè, đây nè. Đó. Sao giờ này, sao giờ tập cái tướng đi mà đưa mặt lên trời vậy? Hả? Đi bình thường nó còn té rồi mà đã còn ngửa mặt lên trời nữa thì té sắp mặt ra chịu cho nổi. Hả? Làm gì? Đó, ướt đây nè. Lại đằng kia đủ đám dịch đằng kia kìa. Thấy đám dịch chưa đây nè, chị mẹ chỉ nè. Nhìn theo hướng tay của mẹ. Rồi, đi lại đuổi dịch đi. Bữa giờ không có đuổi. Bữa giờ tụi này nó lộng hành quá rồi. Bây giờ kéo cái gì vậy trời, sao bà cái lương như bà hả? Bà đang đi bà làm như bà hát tuồng nha, bà làm như bà hát tuồng cổ rồi các bà đi cái bầu khỉ gối xuống bà tính ra đi cái kiểu mà ở trong cái lương hả bà, mệt bà dễ sợ rồi. Dưới đây đó, giang hồ tới cô chú ơi, đỡ không nổi rồi, thời tới rồi, cản không nổi cô chú ơi, giang hồ tới đó đó. ai cản giang hồ nổi. Đủ chưa? Muốn bay đâu, tiến lên. Trời đất ơi, con nó đứng dưới, trời ơi, nó đang bị bao dây cô chú ơi. Nó đang bị giật bao dây. Chết rồi. Liệu chay có thể nào vượt qua nổi cái ải này không cô chú? Chay bây giờ đang nhìn. Bây giờ là 4-7 là dịch rồi. Phải coi coi, để coi coi chay xử lý cái ca này sao nha. Cái ca này hơi khó. Coi làm gì nha. Chị đi. Làm gì á? Đủ dịch đi. Bắt tay vào công việc đi con. Đừng mãi mê chơi nữa. Bắt tay vào công việc đi. Dạ. Trời. Rồi thôi. Em ấy đã bị bại trận rồi. Coi chừng nghe, coi chừng té nha. Sao rồi hết. Ơ trời.
Ủa nó nghe nè, về tới nhà mà cũng còn bị bại trận đó hả? Hai phai, hai phai kiếm má mía. Con đơn nó xạo, đè cái con này nó cố tình té nè cô chú, chứ không phải là nó vô ý đâu, nó là cố tình đó. Nó là đóng cái, nó là cải lương mà coi kìa. Đoàn cải lương chỉ có ba đứa thôi. Đó. Wow, hôm nay là trời rất là đẹp luôn nha cô chú nha. Hôm nay là trời là đúng rồi, cũng vẫn còn mùa hè luôn, còn một chút dư âm của mùa hè. Trời cũng còn rất là đẹp luôn. Nói nghe này, vô lấy siêu xe chạy không? Vô lấy siêu xe chạy không? No. No hả? À, ừ, thôi no, thôi đi bộ. Thì đó, ưng đi bộ thì cho đi bộ thôi. Cho đi kìa. Mai mặc áo màu hồng nó thương dễ sợ luôn. Ngọc rất là thích chay mặc áo màu hồng với lại áo màu trắng. Đó, giờ bức bông của người ta đó. Thôi đi. Gì con? Con đó con gì á? Con hát đi. Kỳ chu là chu ếch con, có hai là hai mắt tròn. Con biết bài đó không? Chị có biết bài đó không ta? Bài đó chắc chị không biết quá. Chị chỉ biết bài vi sát đu 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 thôi quá. Baby shark do 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 do, mommy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Rồi bà đi tướng mà kìa. Grandma shark do 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 do, baby shark do 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 do. Đi đâu á? Đi đi vô vô vô. Đừng có chạy, không đừng có chạy giùm mẹ cái. Đừng đi. Đó, bây giờ nó đi ra vô về đó. Thôi chịu đời nổi nó không? Quá luôn. Quá tung tăng luôn. Đó, đi xong mà bò đó, y như cái lương không? Đó, còn nó cái lương kìa, chút nữa nó nằm lăn lê bò lết, nó nằm ngoài luôn rồi đó. Nó cải lương. Cinema. Kệ cho nó chạy nhảy đi chứ còn mà chuẩn bị là tới rồi, bị thấy chưa, bị mũi cắn sao cho. Đó, mũi cắn đâu? Chỉ mẹ coi. Sao? Mũi cắn chỗ đó. Cinema chưa? Đó, mũi cắn chỗ đó phải không? Để mày ngứa cho nha. Rồi đi đi. Mới nói tới đâu? Tôi mới nói tới đâu làm tôi quên lại cho tôi gãy chân nó rồi, giờ tôi quên nó, tôi mới nói tới đâu rồi. Rồi có đi là cái đi cái tướng cái ảnh ra kìa. Hả? Ai à, chạy à, trốn hả? Con hai đi. Bác nó thương con lắm á. Hai sao? Hả? Hai sao? Trốn hả? Hai chạy kìa. Hả? Hai chạy kìa. Say hi. Say hi. Tửng lắm. Tung tăng. Chạy chân sáo rồi vậy đó. Y như là chú em bé chiếc chòe vậy đó. cậu bé lắc nhắc như đó, em bé lắc nhắc cái vậy. Rồi mất tiêu rồi. Đôi chân thoăn thoắt đó. Cái đầu nghiêng nghiêng. Lại đây coi. Chạy chó thở sao chạy. Đó rồi làm chó luôn rồi. Woo. Sủa đi con. Cái gì vậy? Ôi, con mèo đó, đừng có chơi với nó. Chạy đi, stop it. Mẹ nó nói rồi, đừng có chơi với con mèo đó, nó dữ lắm. Rồi tao cho là ngu lại, nó cào một cái rồi khóc nha. Rồi học cái bài học nha, chạy. Stop it. Stop. Con mèo đó là dữ thiệt chứ không phải dữ dẫn. Đó, coi không? Coi chọc người ta. Chạy đi, stop it. Stop. Thì đó. Bà hai mà con biết mèo nó dữ mà. Sao hai biết hay bà hai? Trời ơi, hồi nãy nè. Nó muốn vô nhỏ nhà mở cửa mà đâu mở được. Ừ. Nó ngoài nó cào kìa nè. Thì đó. Con nó đừng cho nó vô nhà. Ơi, không có cho. Hồi bữa tự nhiên không biết sao nó tự vô nhà được, nó tự vô được nhà con á. Cái con ở trong nhà tắm, con bước ra, con vừa bước ra con thấy nó, con nói ô hi. Cái nó cào con cái. Ê, con nó dữ thiệt á. Sợ nó cào mặt em này chứ. Con nó rất là dữ luôn á. Chủ của nó còn biết nó dữ mà. Nó chuyện được phái. Ừ.
có chạy, có chạy. Chạy, chạy vừa le lưỡi nữa. Người lâu lâu ngứa chân rồi cả cúi xuống giải. Giải cho đỡ ngứa. Giải cho đỡ ngứa. Cái con này nè. Cô chú thấy không? Nó đi riết mà ta nói hả, cái từng cái ngõ ngách của góc phố ở Mỹ là cô chú rành hết luôn. Tại vì tao nói cái ngõ ngách nào nó cũng in thằng từng dấu chân của chay mà. Rồi ơi, mẹ còn có một cái bộ đồ của chay rất là đẹp luôn. Hồi bữa qua Úc mua mà chưa có cái dịp mặc quay lên video cho cô chú coi. Để đợi đi, đợi một ngày trời nào trời đẹp nữa đi rồi mẹ kiếm được cái bộ đồ đó. Tại vì từ từ cái bữa đi Cali về tới giờ mẹ đi về là mẹ chay đi làm liền ngay lập tức, nên là không có biết là đồ đạc soạn ra làm sao á, nên bây giờ chưa kiếm được cái bộ đồ đó. Để bữa nào có được cái bộ đồ đó quay cho cô chú coi, bộ đồ đó Út mua đẹp lắm. Đó, giờ đang đứng chờ người nơi ấy đó. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu. Lấy đi chay. Lại đây. Thấy không? Cô chú thấy không? Từng ngõ ngách, từng cái khoảnh cỏ là cỏ nào là cô chú cũng đã đi qua tự nhiên ngồi đất. Đó, ngồi xuống cái là lấy cái tay làm gì đó, giết kiến hay gì đó. Hai phai với mẹ cái coi. Hôn mẹ miếng. I love you. I love you. Con nói đi ba bảo. Nói ba bảo đi. Baby shark tu 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 baby shark tu 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 tu. The wheel on the bus go round and round. Round and round. Round and round. The mommy on the bus go. Sao dễ sợ. Y như múa ba lê, con này mốt cho anh lớn là thằng múa ba lê được. Mới xong ba lê nó đãi đó, đãi từ chỗ này qua chỗ kia con đã đãi được nè. Nó là ba lê, còn nó là ba gì không biết. Ba hồi. Chay là ba hồi giống mẹ. Không biết ba hồi hay ba trận chay. Chay là ba hồi hay ba trận. Ba trận dễ sợ lắm. Thôi không có con mèo đó nữa đâu, đừng có ai. Ủa ba chay chay bữa nay bà Dolores đâu chay? Where's Dolores? Khỏi đi lau rạch là đứng. Có không, có nhà không? Đó, thấy không, khỏi đi lau rạch. Cái nó biết bà ngồi chỗ nào lại nó kiếm bà liền. Nhìn vô coi, đưa hai con mắt nhìn vô coi bà có trong nhà không? Hả? Đưa hai con mắt nhìn vô coi bà có trong nhà không? Bà rảnh á, không có làm gì đi qua nhổ bông giùm bà nha chứ. Kiếm sâu bắt sâu rồi này kia cho bông rồi kia. Rồi chay chay đằng đây có con ong này chay. Chay lại đây, đằng đây có con ong này lại cho nó chích chơi chay. Đó, ong đó. Trời. Lại thiệt luôn kìa. Chay con thấy con ong không chay? Ong kìa. Đó lại cho nó chích chơi con. Lại đưa tay cho nó chích chơi. Đó đưa nó lại bắt nó đi. À, mẹ. Lại bắt nó đi. Sao? Hả? No. Mẹ chơi không biết có ác lắm. Ít cái khóc ông chích một cái là mẹ khóc tiếng miên luôn á chay hả? Tự nhiên cái ông cứ kêu là lại cho ông chích chơi với chui. Đúng rồi mẹ thiệt cái chứ. Trên đời mà kiếm trời ơi coi đi tướng nhà đó phải đi tướng nhà. Đi là bây giờ con ảnh đúng rồi phải đi vậy đó con. Mình đi phải mình đi mình phải ưỡn ngực ra. Đừng có giống như mẹ với Út. Đi tao nói đi cái lưng khờm thì thôi luôn á. Chay là cô chú Út thấy chưa? Út thấy chay chưa? Chay đi khác mình lắm. Chay đi là chay ưỡn cái ngực ra chứ đãi vậy đó. Rồi giờ lại đã phá đồ đó. Wow. Con đã làm gì rồi? Để chuẩn bị nè, chuẩn bị là mẹ sẽ phải cất mấy cái này vô hết. Cất mấy cái này là phải cất cho hết luôn. Cất hết tất cả mọi thứ. Hết mùa rồi đã, bây giờ là chơi với cát nè. Bây giờ là dọc cát thấy không cô chú, thấy không, nó không có nghỉ ngơi. Hồi nãy giờ cái video này không có cắt cái đoạn nào luôn á, thấy không, nó không hề nghỉ ngơi. Cô chú mà gặp chay ở ngoài đi, cô chú biết Út gặp chay ở ngoài Út còn mệt mà. Múc cát xài xe chơi đó.
con cát mua hồi từ cái đời mà tao nói cô lĩ cô lai nào rồi giờ tới giờ luôn. Thôi bây giờ chơi với cát nha, nghe chưa, mày vô mày làm công việc chút nha, đứng đây chơi đi.